Cơ quan Tây xin chào con và các bạn. Hôm nay cập nhật giá long ngày 6 tây tháng 11. Thì bà con mình hiện tại là tất cả mấy khu vực bên Châu Thành, Long An với bên Chợ Gạo Tiền Giang bắt đầu xong đèn hết rồi nha. Còn mấy bà con nào xong cái đợt trước đây khoảng nửa tháng thì nay nó ra rồi. Rồi bây giờ cập nhật giá long ruột trắng hàng đẹp 14 đến 17 ngàn, hàng sàn 11 đến 13 ngàn, hàng thường 7 đến 9 ngàn, hàng dẹp từ 3 đến 6 ngàn. Thì giá long ruột trắng nó ổn định ở mức này cũng nay khoảng 20 ngày nha, không lên không xuống. Giá long ruột đỏ loại 1 30 ngàn, loại 2 25 ngàn, loại 3 20 ngàn, loại 4 14 ngàn, loại 5 8 ngàn, hàng miếng ép từ 5 đến 7 ngàn. Rồi hôm nay cập nhật em giá long đến đây thì cũng xin kết thúc. Chào bà con giả phạm, hẹn gặp lại video sau. Thì bà con giả phạm có quan tâm thì nhấn đăng ký kênh để theo dõi nha. Rồi xin chào bà con giả phạm.